đó là phim Full Metal Alchemist, còn được dịch ra là Giải Cây Gang Thuật. Với một ít thời gian cũng như công sức và chi phí dưới 5.000 mà các bạn có được một nhân vật GB thế này. Và nếu bạn là fan của anime cũng như thích những poster và đặc biệt là bộ phim Full Metal Giải Cây Gang Thuật này thì hãy cùng mình bắt đầu làm anh chàng Ramusan đi nhé. Với biểu tượng Ramusan này thì các bạn có thể lên trên mạng để tìm kiếm những mẫu khác nhau để vẽ, hoặc có thể download file mình đã vẽ sẵn ở dưới clip. Ngoài anh chàng Ramusan này, các bạn có thể tìm cho mình những mẫu nhân vật mà các bạn yêu thích. Các bạn lưu ý là với những nhân vật anime thì da mặt hoặc là những cái biểu hiện về da thì sẽ có là màu kem. Một số tiệm sẽ không có màu kem để cho các bạn cắt, vì thế các bạn lưu ý vấn đề này. Sau khi các bạn đã thiết kế file xong thì các bạn sẽ tiến hành đem đi cắt. Ok, sau khi các bạn đem đi cắt và sẽ được những cái mảnh ghép như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành ghép thử khuôn mặt của anh chàng Roy Mustang này lại. Với những cái mảnh nhỏ thì các bạn nên để vô những cái hộp nhỏ như thế này thì để tránh bị thất lạc. Rồi, chúng ta tiến hành ráp anh chàng này theo hình mẫu. Dán những cái mảnh ghép này lại. Các bạn sẽ tiến hành dán từ mình ráp là từ dưới lên trên, thì bây giờ mình sẽ ráp từ trên xuống dưới. Đầu tiên là cái tóc của Ramson này. Sau khi dán xong
cái tóc của Armstrong rồi thì chúng ta sẽ để sang một bên, chúng ta sẽ tiến hành dán khuôn mặt cũng như tai của Armstrong vào cái tấm nền. Sau khi các bạn hoàn thành xong cái đầu của anh chàng Longston này, chúng ta sẽ tiến hành dán phần thân của anh chàng này. Chỉ có 3-2 lớp với nhau thì chúng mình sẽ đưa tất cả các mảnh lên đây và ráp một lượt thì nó sẽ nhanh và đơn giản hơn các bạn. Trước của biểu tượng Roy Mustang rồi thì các bạn sẽ quay mặt phía sau lại để các bạn gia cố thêm một chút keo ở phần đầu với phần thân Roy Mustang. Sau khi các bạn tiến hành cắt ghép cũng như dán các mảnh của anh chàng Robinson này lại thì bạn sẽ được anh chàng khá là độc đáo cũng như dễ thương ngộn nghĩnh này. Và ngoài anh chàng này thì các bạn cũng có thể làm cho mình những bức tranh cô gái càng nóng bỏng hơn anh chàng này chẳng hạn. Chẳng hạn như là như thế này. Các bạn cũng có thể là cô nàng này. Và như vậy thì các bạn sẽ tốn ít màu hơn, chỉ có màu kem thôi. Và chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thích thì like hay thì subscribe và chờ đón các phiên bản sau cũng như clip biểu tượng khác.
khác của các ghép nhé. Chào các bạn.